lời khuyên từ Microsoft và đặc biệt là anh Trần Nhật Minh từ ngân hàng VIP. Hôm nay thì trong cái tất cả các quý vị ngồi trên tên session này thì chắc tôi cũng không cần phải giới thiệu lại, nhưng mà có một vị mới là chúng ta hôm nay. Ông chưa có bài trình bày ngày hôm nay nhưng mà đã lên cái con của chúng ta. Tôi xin trân trọng giới thiệu. Mr. Daniel Kekaro, Vice President of Finance, ICA Benefits Vietnam. Hôm nay cùng với chúng tôi trong video của chúng ta, anh em tôi xin giới thiệu, tôi là đối đầu chủ tịch công ty HPT Việt Nam, công ty chuyên về lĩnh vực về công nghệ thông tin. Trước khi mà đề cập đến cái chủ đề mà chúng tôi cùng trao đổi thì chúng tôi cũng rất muốn là chúng tôi nói ngắn hơn để chủ yếu tập trung trao đổi các quý vị ở phía dưới. Thì chúng ta được biết là cái thay đổi, và đặc biệt là nó có cái tốc độ trong cái sự thay đổi đó, và chúng ta đang sống trong cái kỷ nguyên số, mà ở đó những cái công nghệ mà chúng ta không thể bỏ qua được, những cái chỉ số mà chúng ta biết ngay tại Việt Nam là có hơn 55% người đã sử dụng mobile phone, tức là hơn 50 triệu người đã sử dụng những cái điện thoại thông minh. Trong số đó thì có thể nói là cái việc mà đầu tư cho lĩnh vực về công nghệ thông tin ở Việt Nam cũng đã có những bước tiến triển rất là mạnh mẽ trong tất cả các doanh nghiệp. Một trong những cái chỉ số để mà nâng cao cái năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta có thể thấy là có một cái số liệu cũng rất là hấp dẫn, là tại khi diễn đàn kinh tế thế giới năm nay vừa rồi thì Việt Nam chúng ta là năng lực cạnh tranh tăng lên 12 bậc so với năm ngoái. Tăng lên 12 bậc so với năm ngoái, tức là chúng ta đứng ở vị trí, Việt Nam đã đứng ở vị trí thứ 56 trong trên 140 quốc gia. Tôi phải nói là hết sức là ngạc nhiên vì chúng ta có một bước tiến khá mạnh mẽ trong thời gian qua. Đấy cũng một phần là bởi vì có những cái sự đầu tư về khoa học, về kỹ thuật, về công nghệ. Mặc dù chúng ta đều biết là các doanh nghiệp ở Việt Nam ngày hôm nay gặp rất nhiều khó khăn. Trong cái câu hỏi ở cái diễn đàn kinh tế thế giới, cái báo cáo về Việt Nam với 16 cái khó khăn, thì 5 cái khó khăn hàng đầu mà mình đề cập đến thì chúng ta ngày hôm nay cũng đã chia sẻ, đó là vấn đề tiếp cận vốn, về vấn đề về nguồn nhân lực, đặc biệt là vấn đề về nguồn nhân lực chúng ta còn thiếu nguồn nhân lực, rồi những cái sự đầu tư cho những cái kỹ năng vân vân. Và tất nhiên nó có những tham số nữa về kinh tế, là ở Việt Nam là còn có những cái ảnh hưởng tiêu cực từ tham nhũng cũng gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp. Nhưng một trong những cái động lực để giúp cho doanh nghiệp phát triển đó chính là đầu tư cho khoa học kỹ thuật công nghệ. Thì cái chỉ số để đầu tư cho khoa học kỹ thuật công nghệ trong cái thời gian vừa qua cũng đã có những bước tiến nhất định ở Việt Nam. Mặc dù bộ khoa học công nghệ thì nói rằng là đầu tư về công nghệ ở Việt Nam thì có thể nói là còn rất là yếu kém, rất là tụt hậu. Thế nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta vượt qua được những cái trở ngại ngày hôm nay và hướng về tương lai. Qua cái buổi hội thảo hôm nay, chúng tôi không có một cái thông điệp nào khác là cái thông điệp gửi đến cho tất cả các quý vị là sự đầu tư cho khoa học kỹ thuật, cho công nghệ là một trong những bước tiến hết sức là quan trọng. Và câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn dành cho ngài Daniel, tôi được biết là công ty của ngài người tiếng Việt gọi là Mobility ví điện tử, tiếng Anh là IT Benefit. Và tôi được biết là đây là một trong những cái doanh nghiệp mà ở đó có cái sự đầu tư về công nghệ cũng khá là mạnh mẽ. Ở đó các chuyên gia, những nhà quản trị doanh nghiệp đều là những chuyên gia công nghệ thông tin và tài chính. Và trong cái giới thiệu của doanh nghiệp thì các quý vị có sở hữu 20 cái phần phân của Hoa Kỳ. Thì tôi đánh giá đấy cũng là một trong những cái rất là ấn tượng đối với chúng tôi khi mà được mời ngài lên đây trong cái panel session ngày hôm nay. Thì tôi muốn hỏi một câu hỏi, ngài đánh giá thế nào về cái tầm quan trọng của innovation, tầm quan trọng của sáng tạo đối với doanh nghiệp của ngài, cũng như là bằng cái kinh nghiệm của ngài có thể chia sẻ với các doanh nghiệp ở Việt Nam cái sự đầu tư cho sáng tạo, đầu tư cho công nghệ,
đã giúp như thế nào. Mặc dù hôm nay chúng ta đã nghe rất nhiều những cái bài nói về innovation, về cách thức sáng tạo, nhưng đây là ví dụ cụ thể để làm sao chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp còn rất là, tôi có thể nói là còn rất là khó khăn trong cái bước đường tiếp cận với những cái tiến bộ công nghệ. Xin mời ngài Đại Nhân. Afternoon, everybody. Thank you for the chair. I was afraid I was going to have to stand up the whole time. And I injured my knee playing tennis last week, so I think I'm on my way to surgery. So it's nice not to have to stand up. MobiV and iCare Benefits is an interesting example of technology and how technology relates to customers. MobiV was originally founded by a gentleman named Mr. Chung Yung, who is a Vietnamese American, and he took a company called On Display public on NASDAQ maybe 20 years ago, and he moved back to Vietnam and started up MobiV, which is, as was stated, a technology-driven company that provided e-wallet services. And frankly, the technology was brilliant, but it was too soon in the market. Vietnam was not ready to take on this technology. People, as has been mentioned earlier today, is a cash-driven society. And so the use of a mobile phone for making payments, selling product, is the country was simply not ready for it. So what did Mr. Chung decide to do? Well, one of the things that he learned when he was building MobiV was how banking system here worked. And he figured out that the problem in Vietnam was not debt. The problem was credit. And the number of people in Vietnam who did not have access to credit was staggering. The number of people that are considered creditworthy by a bank is a very small percentage of the population. So, what did he do? He created iCare Benefits. And what iCare Benefits does is it goes to these large manufacturing facilities with this simple proposition. If you, Company A, are willing to deduct via payroll what is owed iCare Benefits, we will provide products and services to your workers. And we will give them pricing based on the same prices that you get at any retail store, but we will allow them to buy these products and services over 6 months in six equal installments with 0% interest. Now, what does that mean for the customer? What that means is if you're a factory worker making $200 a month, right? $4 million a month, and you want to buy a mobile phone, what are your choices? Black market, gray market, friends and family, pawning something else, we're saving. And typically these workers, they're always paycheck to paycheck, and certainly most of them falling further and further behind. But being able to buy a mobile phone, but paying in six equal installments, makes it affordable. And so iCare has gone from an idea in the second half of 2014 to $60 million in revenues at the end of 2015. It has 1.7 million workers in Vietnam that are under the iCare program. It is now expanding into six other countries. It will be another three by the end of 2016. And it is now in its Series D financing. It's a phenomenal story. I'm not at all responsible for it, so I can brag a little bit. But it is the use of the information that you get in one technology and applying that
to the customers that you have. And it is a value proposition that is, I think, has global potential, and based on the investors that have expressed interest in the concept, I think they agree. Now, with respect to technology and innovation, most of our customers, as I mentioned, are getting things like mobile phones for the first time. So, how does that translate into the services we provide since we're a technology company? Well, most of the technology of eye care, the customer doesn't see. Right? But the relationship with the banks, because somebody has to pay interest. So eye care, in fact, pays the interest to the bank. The ability, the logistics side, the ability to display and provide products, all this is happening without the customer seeing. But the customer themselves, they don't want to use their mobile phone to buy a product. Right? 3G is actually fairly expensive. So we have to bring them along, and our salespeople in many respects become facilitators. Right? They help them learn how to use the mobile phone, how to buy a mobile phone. And I think that that's one of the lessons that we learned, is that you have to have the technology and bring your customers along. Right? They'll tell you when they're ready for the level of technology. And if they trust you as a company, you can, in fact, bring them along. Thank you. Tôi muốn hỏi câu này cũng dành cho cả ông cũng như là ông Jeremy đại diện cho công ty Microsoft Việt Nam. Công ty Microsoft là một công ty công nghệ lớn và chắc chắn là một công ty innovation, công ty sáng tạo. Ông nghĩ thế nào về cái vai trò của một công ty mà trong đó có những cái ý tưởng sáng tạo? Cái gì là quan trọng nhất đối với một công ty sáng tạo? It's a great question. I mean, one of the things that we look at is just kind of what is that type of business? And I think you heard from a couple of speakers today about different ways to keep those businesses sustainable, depending on the innovation and depending on the business model, thinking through how to make money, how to capture value with your innovation is important. One of the challenges here may be the willingness to pay. Are customers willing to pay for whatever you're offering, whatever you're providing? There's an easy ability to have your idea copied very quickly, whether your idea is a new coffee shop, or whether it's some other type of business, or whether it's making furniture. Information can move very, very quickly, and you will see businesses copy that very quickly. So understanding how to, as you heard from some of the other speakers, how to get that value as part of your innovation, and how to go to market in a way that can keep your company alive and to actually make it grow is, I think, one of the big kind of underlying pieces of today's discussion. Our focus here in Vietnam is obviously focusing mostly on cloud technologies. Cloud enables things to happen faster, cheaper, and be much more flexible than before. And I'm glad you raised some of the points about some of the index of where Vietnam is at. When I talk to CFOs here in Vietnam, one of the things that they say is they like cloud because they know where the money goes. When they spend a dollar on cloud, they know a dollar is going to cloud, and they know they're getting a dollar of value. When they spend a dollar on other things, they don't know where all the money goes. And so they don't know how much value they're actually getting. And so I think it's a really important perspective that is not unique to Vietnam in any way, but as we think about growth and how that these technical changes can also help companies. Showing where value goes and where your money is going in services is a helpful part of that process. Thank you, Mr. Zerbic. Tôi biết rằng là Microsoft là một trong những công ty mà có cái dịch vụ về điện thoại 50 rất là tốt với những cái công nghệ rất là tiên tiến, hệ thống Azure. Tôi không
anh chưa anh Minh và cũng đã đề cập đến về cái điện thoại 5G và đưa vào các dịch vụ. Và tôi nghĩ rằng là MobiVi chắc là cũng có những cái ứng dụng trong cái điện thoại 5G và ông nghĩ thế nào, ông có hợp tác cùng với Microsoft trong lĩnh vực này không? We actually use Amazon cloud services, but I'm happy to have a conversation. Nice to meet you. So we're very much, actually everything Jeremy said about the cloud is true, and we embrace it at MobiVi. Okay, thank you so much. Như các bạn đều biết, điện toán 5G ngày hôm nay nó trở thành ra là không thể bỏ qua được, và các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta cũng rất khuyến nghị các bạn rất cần quan tâm đến cái vấn đề này, bởi vì giống như bài báo cáo của anh Minh có nói, nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong cái tương lai, nó tiết kiệm hơn, nó giảm chi phí hơn, và đặc biệt là nó tiếp cận được những công nghệ tiên tiến hơn mà mỗi một cái doanh nghiệp riêng khó khả năng đầu tư được. Và chúng tôi gọi đây là một cái nền tảng của thế hệ thứ ba, first platform cho những về phát triển công nghệ. Tôi cũng rất là ấn tượng với cái bài trình bày của anh Sang trong ngày hôm nay, với một cái công ty 13 tỷ đô la Mỹ doanh số và 20.000 nhân viên, cũng là một công ty international nhưng mà lại hoạt động tại Việt Nam, thì anh có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm trong việc chuyển đổi, chúng ta tạm gọi là cái chuyển đổi số, thì ở công ty anh đã được triển khai cái việc đó như thế nào? Và anh có những cái gì, ngoài cái gì anh đã chia sẻ sẵn này, thì anh có cái gì, một hai điều quan trọng nhất mà có thể gợi ý cho các doanh nghiệp của chúng tôi ở Việt Nam để có thể học tập đi cái kinh nghiệm về ứng dụng những cái chuyển đổi công nghệ số được không? Cảm ơn cái câu hỏi của anh Đồng. Và thưa các anh chị, thì chúng ta nghe nhiều buổi chiều hôm nay nói về công nghệ số rất nhiều, chúng ta sống trong thời đại số, muốn không muốn, dù bất kỳ chúng ta hoạt động ở lĩnh vực nào, ngành công nghiệp nào, thì chúng ta bị cái làn sóng công nghệ số nó làm chúng ta phải thay đổi cách hoạt động. Thường chúng ta nghĩ đến những công ty mà có tính sáng tạo lớn nhất, nhiều nhất, thì chúng ta hay dẫn chứng những công ty về công nghệ số. Nhưng các anh chị nhớ rằng là trên thế giới này thì có hàng trăm triệu công ty khác nhau và hàng trăm ngàn nghề khác nhau, không phải là chỉ có công nghệ số. Và chúng tôi là một công ty hoạt động trong ngành vật liệu xây dựng. Cái ngành nghe có vẻ rất khô khan đó bạn. Và chúng tôi là công ty 114 năm tuổi, thành lập năm 1902. Và như vậy thì công nghệ số dùng như thế nào trong cái việc chuyển đổi công ty 114 năm tuổi đó? Thì thưa với anh Đồng và các anh chị rằng là như tôi nói là công nghệ số đã quét qua tất cả các ngành. Và chúng tôi hiện nay cũng đang trong cái việc là ứng dụng những cái công nghệ số và công nghệ toán đám mây trong hoạt động kinh doanh của mình. Và một trong những hoạt động đó là như Joy đã chia sẻ là cái thời đại công nghệ số giúp chúng ta tương tác với khách hàng như thế nào, và nó giúp chúng ta nói chuyện với khách hàng cũng như là chúng ta trao đổi giữa cấp lãnh đạo cao nhất với nhân viên thông qua công nghệ số đó. Và chúng tôi hiện nay ứng dụng cái công nghệ toán đám mây của Salesforce. Trên công ty chúng tôi hiện nay là tất cả các nhân viên kinh doanh và nhân viên marketing mà mỗi người có một cái máy gọi Surface Pro tablet của computer của Microsoft, và bất kỳ lúc nào trong một ngày tôi có thể nhìn vô cái Salesforce, tôi biết hôm nay tôi đã bán được bao nhiêu hàng, bán được bao nhiêu tiền, bao nhiêu khách hàng mua hàng, và hàng của chúng tôi đang làm ở đâu trên thị trường Việt Nam, là những cửa hàng đang mua hàng hôm nay. Và cái công nghệ đã cập nhật ngay ở cái người CEO cao nhất của tập đoàn gọi cũng vậy, người ta cũng có thể hình dung được nếu người ta muốn nhìn ở Việt Nam ngày hôm nay thì gì đang diễn ra. Thì đó là một trong những ví dụ mà chuyển đổi về công nghệ số. Thứ hai nữa là cái ứng dụng trong cái chuyện quản trị doanh nghiệp. Anh chị cũng hình dung là cái công nghệ điện toán đám mây nó giúp ích rất nhiều trong câu chuyện cái hệ thống quản trị doanh nghiệp mà chúng ta hay nghe nói, đó là ERP. Và chúng ta hiện nay cũng đang tiến trình để triển khai cái ERP đó trên toàn cầu, và nó giúp chúng ta cái chuyện tương tác giữa nước này nước kia, chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu giữa các nước, chia sẻ những kinh nghiệm trong nội bộ các cái phòng ban của Việt Nam như thế nào là rất là tốt. Thì đó là những cái cụ thể. Còn nếu như các anh chị xuống nhà máy của tôi, các anh chị sẽ thấy rằng là gần như nó chạy tự động hóa, sản xuất công nghiệp, nhưng mà chúng tôi có rất ít những công nhân. Và
điều kiện hệ thống nhà máy là vào những kỹ thuật riêng để am hiểu về công nghệ số rất nhiều. Mặc dù chúng ta sản xuất những sản phẩm mà các anh chị thấy trong phòng này rất là nhiều những sản phẩm ứng dụng những vật và xây một cái nhà, xây một công trình chắc chắn sử dụng những cái sản phẩm này. Nghe có vẻ rất là khô cằn hay là khô khan, nhưng để vận hành được một cách hiệu quả thì chúng ta phải ứng dụng cái công nghệ trong hoạt động sản xuất cũng như hoạt động giao tiếp, trao đổi với khách hàng, giúp cho cái hệ thống phân phối và ngay cả câu chuyện chúng ta sử dụng như thế nào trong đối thoại với những người cũng phải chia sẻ thêm. Bên cạnh cái chuyện sáng có thể chia sẻ rất cảm ơn sang rất nhiều. Chúng tôi cũng rất là ấn tượng với cái việc ứng dụng công nghệ trong cái các doanh nghiệp Việt Nam ngày hôm nay. Chúng ta đã nghe bài trình bày của anh Trịnh Nhật Minh, phó tổng giám đốc ngân hàng quốc tế. Tôi thực sự rất ấn tượng với cái ứng dụng công nghệ của ngân hàng anh. Và nếu như các bạn mà sử dụng những dịch vụ của EID thì các bạn sẽ hưởng được những cái tiện ích rất thú vị, tôi nghĩ rằng rất thú vị. Và anh nói nhiều, chắc chắn là cái việc đưa những cái công nghệ vào ấy, như các bài trình bày của các giáo sư, các diễn giả ngày hôm nay ấy, thì có lẽ là một trong cái khó nhất là con người, đúng không ạ? Là con người. Và có lẽ một trong cái khó nhất trong số các con người đó là làm sao thay đổi được cái suy nghĩ của lãnh đạo. Bây giờ tôi quay trở lại các doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta thực ra cái khó khăn nhất là thay đổi cái suy nghĩ của lãnh đạo, thay đổi cái mindset, cái leadership của lãnh đạo. Và cũng phải nói với các quý vị là thế này, các doanh nghiệp Việt Nam ngày hôm nay hơn 500.000 doanh nghiệp toàn quốc, và thành phố Hồ Chí Minh đã đặt lên một cái mục tiêu là đạt được 1 triệu. Bây giờ tôi thấy hơi là đại, chúng ta sẽ cố gắng được. Nhưng mà hiện nay ấy, toàn quốc của chúng ta là hơn 500.000 doanh nghiệp, thì trong đó ấy, là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 98%. Như vậy là gì? Chủ yếu trong các doanh nghiệp về mặt số lượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và cái số lượng này rất là lớn và đóng góp là 40% GDP toàn quốc và chiếm 51% số lao động. Và chúng tôi rất cảm ơn sự đầu tư nước ngoài, các công ty nước ngoài vào Việt Nam. Thực sự có một số cái chỉ số và tôi nghĩ rằng là chỉ số rất là đẹp giúp cho Việt Nam tiến bộ, trong đó ứng dụng công nghệ có thể là từ phía của các doanh nghiệp nước ngoài, các công ty FDI vân vân. Nhưng mà ở về phía Việt Nam chúng ta phải nói là còn rất nhiều khó khăn. Tôi cũng là thay mặt cho câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn, một trong những cái đơn vị tham gia được tổ chức ở cái hội của chúng tôi, phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ và có doanh nghiệp Việt Nam, và thứ họ gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những rào cản của họ đó là leadership, và họ còn gặp rất nhiều khó khăn. Vậy thì làm sao mà thay đổi cái đó và có cái cách gì? Hôm nay chúng ta nói rất là nhiều những điều rất đúng, không có gì sai cả, nhưng mà hình như nó đang ở cái level dành cho các công ty high level hoặc là những công ty cao cấp, một công ty công nghệ thế giới tầm cao quốc tế. Mà nếu chúng ta tiếp tục như vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam họ tiếp tục những nhìn ta ở góc sàn. Tôi muốn tiếp cận với các doanh nghiệp khác hơn, có cái gì đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam họ mạnh mẽ hơn. Thì với cái kinh nghiệm của anh Minh thông qua cái hoạt động của ngân hàng mình, và kể cả việc hỗ trợ vốn, anh có những cái chia sẻ gì để hỗ trợ cho thế giới các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong vấn đề cải tiến công nghệ và đặc biệt là thay đổi cái nhận thức trong cái nền tảng công nghệ số hiện nay? Cảm ơn anh Đồng, câu hỏi rất là thú vị. Anh nghe câu hỏi của anh, tôi nhớ lại là cách đây khoảng 3 năm thì tôi có nói chuyện với anh bạn là chủ doanh nghiệp. Anh nhà máy chúng ta có khoảng 100 công nhân. Thì vì tôi là một chuyên gia về công nghệ thông tin, cho nên là khi tôi xuống nhà máy anh thì tôi hỏi là thế anh đang ứng dụng ERP hay là những phần mềm gì, anh đang quản lý như thế nào. Thì anh ta bảo là cũng không có cái gì cả. Anh ta chỉ có một cái phần mềm làm kế toán rất đơn giản, kế toán làm thôi. Thì tôi mới chia sẻ một số kinh nghiệm khi làm việc nước ngoài vân vân, thì khi mà ứng dụng ERP vân vân thì nó đem lại hiệu quả gì. Thì anh ta nghe cũng rất thú vị. Nhưng khi anh ta hỏi tôi là thế thì cái giá của một cái phần mềm như thế khoảng bao nhiêu, thì tôi bảo thì chắc là cái loại mà rẻ nhất thì khoảng 10.000 đô. Thì sau khi mà tôi trả lời xong thì nụ cười bắt trên môi anh ta ngay lập tức. Thế thì gần đây, cách đây khoảng tháng thì tôi lại thấy anh ta viết cho tôi một cái thư, và anh ta hỏi
Bây giờ anh ta muốn triển khai một hệ thống phần mềm về HR để quản trị về performance, về KPI thì nên dùng cái loại nào? Đấy thì tôi sau khi trao đổi thì kiểu là anh ta đã quyết định đầu tư một cái hệ thống khoảng 200 triệu cho việc quản trị nhân sự của KPI, và anh ta bảo không có cái này không thể điều hành doanh nghiệp được. Thì qua cái câu chuyện đấy thì tôi thấy một điều thứ nhất là nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam có vẻ là bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên anh, câu chuyện này là một ví dụ, còn những ví dụ khác thì tôi thấy đâu đó bắt đầu thay đổi. Thế thì câu hỏi của anh Đồng rất đúng ở chỗ, tức là cái khó nhất là cái mindset, là tư duy, đúng không? Người ta không muốn thay đổi thì làm nào để người ta thay đổi? Thì tôi nghĩ còn lẽ là nên như thế này. Tại vì nếu chúng ta đặt vấn đề là ví dụ như là cái giải pháp này bao nhiêu tiền, giống như lúc nãy diễn giả sáng nay nói là đừng quan tâm là budget là bao nhiêu, quan tâm thì hay là cái ý tưởng của chúng ta nó giá trị bao nhiêu, đúng không? Cái tầm cỡ của ý tưởng, ví dụ ý tưởng của chúng ta là quả núi mà cái budget nó chỉ là hòn đá thôi thì chúng ta sẽ chi ngay cái hòn đá đấy để mua quả núi, đúng không? Nhưng nếu chúng ta ví dụ như là chúng ta bảo bây giờ phải chi một hòn đá, thế nhưng mà cái người chi người ta lại nghĩ chỉ nhận được hòn sỏi thì người ta sẽ không chi nữa. Cho nên là đầu tiên chúng ta cũng nên chăng là chúng ta nói chuyện với cả doanh nghiệp Việt Nam, họ nghĩ đến cái lợi mà nó mang lại trước, thì lúc đấy cái giá của nó thì là bao nhiêu, thì tất nhiên nếu thấy cái giá đấy mà nó hợp lý, ví dụ như là chi 1 đồng mà được 10 đồng thì tôi nghĩ là doanh nghiệp chắc chắn là chi. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là vì công nghệ ngày hôm nay điện toán đám mây nó thay đổi, thì tôi biết là có những cái phần mềm điện toán đám mây của Việt Nam sản xuất, ví dụ như là họ quảng cáo chẳng hạn như là chỉ bằng giá của một ly cà phê thôi là bạn có một hệ thống quản trị cửa hàng của bạn, và điều đó là thực. Và tôi biết một cái doanh nghiệp như vậy, và họ có khoảng 5.000 khách hàng, 5.000 khách hàng và khoảng 10.000 cửa hàng trên toàn quốc. Và cái giá của để mà duy trì cho một cửa hàng đâu đó khoảng tùy từng thời điểm khác nhau, nhưng đâu đó khoảng từ 100 đến 200 nghìn đồng một tháng là có một cái phần mềm coi như quản lý được toàn bộ hoạt động, và thậm chí là dùng trên máy tính bảng và điện thoại thông minh. Đấy, thế thì có nghĩa là nếu mà chúng ta những cái doanh nghiệp thì họ hiểu được thực ra là chi cho công nghệ thông tin rất là lợi, thì tôi nghĩ là họ sẽ làm. Thì hoặc là ví dụ mình nói là chi tức là cái dịch vụ mình đưa cho khách hàng nó sẽ vượt trội chẳng hạn, thì mình thì tự nhiên mình thấy cái cost nó khác. Thế còn đến trong ngành ngân hàng chẳng hạn thì như thế nào? Trong ngành ngân hàng khi mà chúng tôi nghiên cứu trên thế giới thì là các ngân hàng người ta sẽ chi khoảng từ 6 cho đến 8,5% doanh thu cho công nghệ thông tin, là bao gồm cả đầu tư cơ bản cộng với cả chi phí lương cho toàn bộ đội ngũ công nghệ thông tin. Thế thì ví dụ ở VIP thì chúng tôi cũng chi khoảng 8% của doanh thu một năm cho công nghệ thông tin, và chi một vạn cũng như là một thời gian khoảng 5 năm trở lại đây rồi. Thế thì các ngân hàng khác thông thường họ sẽ chi khoảng 3-4%. Thế thì ở đây tôi nghĩ là cái mindset để muốn thay đổi, nếu mà chúng ta nhìn vào một cái gì đấy rất cụ thể thì đâu đó các doanh nghiệp sẽ tiết tiền đầu tư. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào một cái bối cảnh như trong bài trình bày của tôi, chúng ta nhìn thấy xu hướng công nghệ, chúng ta nhìn thấy khách hàng thay đổi, chúng ta nhìn thấy đối thủ thay đổi, chúng ta nhìn thấy xu hướng cả thế giới người ta làm, và nếu chúng ta không chi cho công nghệ chúng ta không cạnh tranh được. Thì tôi nghĩ là nếu các chủ doanh nghiệp kể cả nhỏ mà nhìn thấy điều đó thì chắc là sẽ dễ thay đổi nhận thức hơn. Vâng, cảm ơn anh Minh. Tôi nghĩ rằng là tôi không nghĩ rằng là Việt Nam mình không dám chi đâu. Tôi gặp rất nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam, họ sẵn sàng bỏ tiền này, chứ không, họ cũng không đến nỗi tiết tiền đâu. Nhưng cái khó nhất là họ không biết cách bỏ tiền như thế nào. Thực sự là cái đấy chúng ta cần phải làm công tác tư vấn. Tại sao tôi nói cái điều đó? Bởi vì rất là thú vị, vì các bạn đều biết là cái chỉ số của Diễn đàn Kinh tế Thế giới nói về sẵn sàng đầu tư cho R&D, cho nghiên cứu phát triển. Việt Nam chúng ta không kém nữa. Chúng ta rất nhiều những cái chỉ số kém, nhưng mà riêng cái chỉ số đầu tư cho R&D của Việt Nam là đứng thứ 57/140. Như vậy là cũng rất khá. Như vậy tôi nghĩ rằng là Việt Nam mình không phải là không dám đầu tư, nhưng có lẽ là chúng ta chưa biết cách đầu tư. Cái này chắc phải hỏi đến những cái nhà tư vấn tiếp tục làm sao có cách gì đó để tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều hơn trong vấn đề đầu tư cho công nghệ. Anh Sang có tôi có cái ý này cũng chia sẻ thêm một chút xíu bên cạnh câu hỏi ban đầu lúc này.
Để quay lại câu chuyện doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam thì trước khi quay trở lại làm việc cho công ty đa quốc gia thì tôi có một thời gian là làm tư vấn quản trị và chúng tôi có rất nhiều khách hàng các doanh nghiệp Việt Nam thì tôi hiểu điều anh Hồng đang nói. Nhưng mà vấn đề tôi đang nhìn thấy ở đây là vấn đề không phải là tiền mà vấn đề là doanh nghiệp Việt Nam rất thiếu thông tin, họ rất thiếu thông tin và không biết tìm cái giải pháp ở đâu. Đó là một vấn đề chúng tôi nhận thấy trong suốt 3 năm chúng tôi tiếp cận rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Cái vấn đề thứ hai nữa là rất nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi, thậm chí chi cả triệu đô la, chẳng là 10.000 đô la. Và tôi có rất nhiều bằng chứng sống chuyện đó. Và họ chi hàng triệu đô la ra làm hệ thống ERP, nhưng cuối cùng hệ thống nó thất bại. Vì sao? Vì cách họ quản trị doanh nghiệp nó vẫn còn tính thuận lợi. Và khi chúng ta đã nói với câu chuyện mình dùng về hệ thống system thì chính các anh chị là chủ doanh nghiệp, các anh chị là những quản lý bắt đầu thì phải thay đổi cái mindset và quản trị của mình. Và tôi đã từng đặt vấn đề trong một hội thảo khác với các doanh nghiệp Việt Nam rằng là liệu cái tinh thần thay đổi là tinh thần đổi mới, chúng ta bỏ qua câu chuyện IT đi, không cho bỏ qua câu chuyện digital đi, liệu có cách nào chúng ta làm tốt hơn cái việc quản trị và cái operation của doanh nghiệp mình trước khi chúng ta nói chuyện IT không? Và tôi nói những cái procedure, những cái policy, những cái bước chúng ta thực hành những cái công việc trong cái doanh nghiệp Việt Nam cũng còn rất là nhiều vấn đề. Và những vấn đề đó chưa giải quyết nền tảng thì khi chúng ta áp dụng IT cũng giống như là tôi hay nói đùa là chân dép lót không thể bước lên tàu vũ trụ được. Nền tảng IT là nền tảng của các tàu vũ trụ. Và chúng ta đi bằng chân không và chân dép lót thì chúng ta không thể bước lên tàu vũ trụ, lái tàu vũ trụ được. Thì đây là một chia sẻ khác của tôi nhìn từ góc độ là tôi lăn lộn trong 20 năm ở các công ty đa quốc gia, tôi có 3 năm lăn lộn ở các doanh nghiệp Việt Nam. Thì tôi đã có những vấn đề cái mindset thay đổi, cách tiếp cận thay đổi. Tôi mới mong rằng câu chuyện là cái nền tảng IT giúp các doanh nghiệp Việt Nam và đặc biệt các doanh nghiệp vừa nhỏ. Cảm ơn anh, câu hỏi rất thú vị. Một cái bài báo gần đây nhất nói rằng là Bộ Khoa học Công nghệ phải thừa nhận là hầu hết máy móc thiết bị Việt Nam có công nghệ lạc hậu hàng chục năm so với thế giới. Trong đó 76% thiết bị máy móc dây chuyền công nghệ nhập từ nước ngoài thuộc thế hệ những năm 60-70. 76% là những máy móc nhập từ thế hệ 60-70. Và 75% số thiết bị đã kết cấu hàng. Và 50% thiết bị là đồ tân trang. Thực sự đấy là một trong những vấn đề của chúng ta. Và chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Bởi vì nếu không thì chúng ta không thể có những cái sự tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực về technology và công nghệ. Thì chắc còn nhiều cái chủ đề này nếu mà chúng ta tiếp tục thảo luận thì không biết đến bao giờ kết thúc. Thì tôi muốn tạm thời dừng lại với các vị ngồi đây để chúng ta giao lưu cùng với tất cả các quý vị khách của chúng ta trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Các quý vị có thể đặt câu hỏi với các diễn giả của chúng tôi tại đây trên panel này về những cái lĩnh vực liên quan đến sự chuyển đổi, đặc biệt trong các kỷ nguyên số, và làm sao để chúng ta có thể chia sẻ từ hưởng những cái kinh nghiệm rất thực tiễn. Còn những cái gì liên quan đến học vấn thì có lẽ chúng ta cũng đã đề cập nhiều rồi. Và xin mời các quý vị ai có câu hỏi. Tôi lấy một cái gợi ý, ví dụ như là hỏi cho cả hai anh chị Bì bên Microsoft và anh Minh bên phía ngân hàng. Thì như anh Tổng đã chia sẻ đó, hiện nay thì cái lượng doanh nghiệp của Việt Nam quy mô nhỏ rất nhiều. Cụ thể như trong câu lạc bộ doanh nhân của chúng tôi thì khoảng chừng 500 doanh nghiệp. Vấn đề hồi nãy thì rất thích cái ví von của anh Minh ở cái câu chuyện là hòn đá, ngọn núi, vào sỏi. Ở đây tôi cũng đưa một câu chuyện ví von rất là Việt Nam. Là người Việt thì hay có câu nói là thả con tép, bắt con tôm. Đúng không ạ? Ở đây tụng nói con tép, con tôm là gì? Thì đa số những người Việt Nam hay thấy con tôm thì rất rõ ràng, đúng không ạ? Nhưng mà nói về công nghệ số, nói về kỹ thuật thì đâu đó nghe cái từ rất là khô khan. Thậm chí có nhiều cái từ nói đi nói lại chưa hiểu là cái gì. Thì tôi muốn đặt câu hỏi ở đây là từ góc độ Microsoft, một công ty phần mềm nổi tiếng thế giới, đầu tiên các bên cực Microsoft có những cái chiến lược gì ở thị trường Việt Nam, đặc biệt cho những doanh nghiệp nhỏ để hỗ trợ rằng các doanh nghiệp từ câu lạc bộ cũng như là các doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn về những phần mềm. Như nãy các anh chị đã nói, Tùng cũng chơi sinh hoạt trong nhóm góp câu lạc bộ, người ta sẵn sàng bỏ ra 50.000 đô để mua một cái member.
để mà đi đánh góp chơi thôi và rất là hào phóng chi, nhưng bỏ ra một phần mềm 10.000 đô thì đâu đó thực sự mà nói là tiền không phải là vấn đề. Vấn đề là họ chưa hình dung ra cái đó nó như nào. Đôi khi lấy công nghệ mới về mà mình không biết quản lý, nhưng mình nó còn cười nữa. Đó là cái chăn trở. Thì tôi muốn hỏi là về phía Microsoft ta có những cái chiến lược hay là có những chính sách gì để tuyên truyền, và Tùng cũng có thể đại diện cho câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn để tiếp nhận tuyên truyền này để cho các doanh nghiệp biết nhiều hơn. Cũng như là về phía ngân hàng, nếu anh Minh thấy rằng đây là một nhìn có lợi rất là nhiều cho các doanh nghiệp cũng là khách hàng của bên ngân hàng, thì bên phía ngân hàng có những cái hỗ trợ hay là tổ chức những cuộc thảo đạo như thế này để minh chứng rõ hơn, để các chủ doanh nghiệp thấy rằng đây là con tôm đây, và chúng tôi sẵn sàng bỏ ra con tép để chúng tôi đón lấy con tôm này. Cảm ơn. Thank you for the question. It's a good one, especially in the context that you shared about the number of small businesses here. First, I would say that I work pretty closely with a couple small businesses here in Vietnam, partly just for my own learning and to see some of the challenges that they have as I work with them. I think when you ask about our strategy, I put it into a couple of things. Number one, for small businesses, our products need to be easy to use. So from an engineering perspective, we need to simplify some things, and that's been a lot of the work in our engineering team, just to make them easy to use. There's a joke that goes, if you have to teach someone how to use something, then you probably haven't done a good job building it, right? The other one, in terms of specifically here, is we really need partnerships to expand the message. So we partnered with PCCI, we partnered with NGO groups, we partnered with different types of ministries. We need help, right? We cannot do that alone to 90 million people, 500,000 businesses. I can only do so many of these a week. And so we really need help to do that. And I would love to have more ideas and help of how I can do that better. The last thing that I would say is just it's important for small businesses to start with what's practical. Many of the things that I shared today and other speakers have shared are really for big businesses. And so for small businesses, I work with a business owner here. His needs are very practical. He needs accounting. He needs some communication things to stay in touch with his staff. They probably need some form of business intelligence, but based on what we just shared, it's very simple and easy to start with those things, right? So start with what's practical and then work from there. Maybe an ERP system makes sense, but it probably needs to be a pretty simple one to start with and to go from there. So I hope that helps. More than anything, I would love ideas of how to do a better job here, and that would certainly make me more impactful here. Jeremy, I want to ask you one question regarding the license of Microsoft for Vietnam. I think that a lot of SMB in Vietnam use the fact Windows, but that it's not a good legal to the Microsoft. So I need you to convince your to have any special policies to Vietnam, especially even for Vietnam come to PPP with the IP policy and regulations commitment. You have any ideas for that? I have a few. The first thing really is someone said earlier, the most important thing with innovation is that people use it. Granted, the fact, but they want to use it to know. The first thing that is most important is that people use it. And so the fact that we have everyone using some of these tools is good. Number two, there are some important reasons why people should use genuine things. Cybersecurity is probably the most important. We get phone calls from customers whose machines are locked up. Why? Because they weren't using genuine software, they weren't using secure software, they didn't have the right things in place. And it's really hard for us to be. It's really sad to see that, right? Very simple decisions can lead to very bad outcomes. So it's important that people understand some of those things. Lastly, it is really just about what's helpful. So the reason we focus on cloud is because that is most helpful to small businesses. Getting your information on an iOS device or an Android device or a tablet or PC or Mac, that's helpful because you can do that from anywhere, right? And we do have a best platform that is cross-platform for those types of businesses. And so, again,
above everything, I want them to use it. And then yes, longer term, TPP and all these things will have impact on some of the other issues. I hope that helps. Cảm ơn ông Jeremy về những cái chia sẻ của ông. Tôi cũng chia sẻ với ông thêm cái điều là theo những chỉ số mới nhất của các hiệp hội phần mềm quốc tế thì Việt Nam đã có những bước tiến bộ về cái vấn đề vi phạm bản quyền, tức là cái tỷ lệ vi phạm được nó ít hơn năm trước 82% và năm nay là chúng ta xuống 70% rồi. Thế thì từng bước Việt Nam tiến tới cái việc hội nhập quốc tế và chúng ta phải tôn trọng những cái điểm đó, cái đấy là chuẩn, chúng ta bắt buộc phải làm được đó. Và đấy là cái việc mà tôi nghĩ rằng Microsoft cũng rất là ủng hộ cho cái hoạt động này ở Việt Nam, mà có nhiều cái kênh hỗ trợ khác nhau để mà chúng ta cùng đưa những cái ứng dụng cũng như là khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận cái giải pháp và sản phẩm tối ưu nhất, nhưng mà cũng phải là cái kinh phí và giá tiền hợp lý nhất. One more thing on that. I think it's really important that attitude is important in part to be able to develop a local economy, right? If we can't collectively build a software ecosystem and a high-tech business in Vietnam, it won't be helpful to Vietnam, right? So part of that is to have the right incentives in place and to have the right policies in place, really so that when you are all building businesses, that you can also build real businesses that are sustainable, that are profitable, and can make more jobs, right? As all of these partners and all these businesses grow, they can hire more and more people, like skilled people and so forth. And that's really the long-term impact of Vietnam. It has nothing to do with any of us here, right? It's about can the country grow at that level. Câu hỏi của anh Quân cũng khá là khó đó. Thì tôi nghĩ là VND thì có một số khách hàng, ví dụ như công ty HTT của anh Đồng là khách hàng VND, là những cái doanh nghiệp tức là chuyên về IT đó, thì có thể giúp cho những cái để trả lời những cái thắc mắc của doanh nghiệp nhỏ. Thế thì có lẽ là cái ví dụ của anh Sang là có lẽ là trong nghề không bằng thấy, thì có lẽ là chúng ta phải tổ chức cho những cái site visit, ví dụ như là tổ chức một cái đoàn khoảng 20 người chẳng hạn, hay là đi xem những cái doanh nghiệp cũng như họ, và mỗi tháng trả 100.000 đồng đấy, và cái hệ thống nó chạy tốt như thế nào đấy. Thì đương nhiên là họ thấy quá là đơn giản, và cái đơn vị mà có cái giải pháp đấy họ cũng là cái hàng của VIP đó, thì họ bảo là triển khai mất khoảng 3 ngày. Okay, this is a good idea. Chắc là tôi cũng phải tạm ngắt anh một chút, bởi vì thời gian chúng ta không có nhiều, nhưng mà đấy là một ý tưởng tốt. Tôi cũng sẽ cố vấn cho câu lạc bộ Sài Gòn cũng như là cái tổ chức HAMEDA rằng là chúng ta nên khuyến khích những doanh nghiệp mà có những cái case study hay là có những cái kinh nghiệm triển khai kết nối với chúng tôi, để chúng tôi cũng ngược lại cũng tổ chức cho các doanh nghiệp của chúng tôi đến thăm các em. Cái đấy nó có lợi cả hai bên, vừa quảng cáo hoạt động của tay, đồng thời giúp cho chúng tôi các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái hoạt động tích cực và chúng ta nên cổ phí cho nó. Thời gian thì cũng đã hết rồi, không biết là các quý vị còn câu hỏi nào không ạ? Vâng, nếu như không còn câu hỏi nào thì có nghĩa là câu hỏi sắp tới chúng ta sẽ đợi trong cái buổi tiếp theo, buổi hội thảo tiếp theo. Và tôi cho rằng là cái buổi hội thảo Trend for Grow ngày hôm nay khá là nhiều thông tin. Mà tôi dự đầu ý muốn, tôi nghĩ là tôi có thể về hôm nay tôi phải xem lại hết tất cả những bài presentation của các quý vị. Tôi phải xem lại kỹ lắm, tại vì rất nhiều thứ các vị nói nhanh quá, tôi chưa kịp suy nghĩ kỹ, tôi sẽ tranh luận lại các quý vị trong kỳ đợt tới. Và rất thú vị rằng là ngày hôm nay cũng là Digital Transformation. Chúng ta tất cả những tài liệu, tất cả những cái bài trình bày được đưa lên trên mạng. Rất cảm ơn ban tổ chức để chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Qua đó chúng ta học, chúng ta chia sẻ với các quý vị ngày hôm nay ở một thời gian rất ngắn, rất nhiều thông tin. Chúng ta sẽ có tiếp tục cùng nhau chia sẻ. Và tôi mong rằng các quý vị gửi những câu hỏi về ban tổ chức chúng tôi để chúng tôi cùng hoàn thiện cho những cái buổi tiếp theo.
nó hiệu quả hơn, nó tốt hơn. Và chúng ta đi vào những vấn đề đem lại lợi ích cho tất cả các bên. Và một lần nữa tôi xin chia sẻ một thông tin rất là tuyệt vời, đấy là Việt Nam là một trong những công ty được đưa vào cái điểm sáng phát triển trong cái năng lực cạnh tranh quốc gia. Tôi cũng cảm thấy mừng, mặc dù rất lo, mình cũng làm mình cảm thấy mình rất là yếu trong cái đó. Nhưng mà chúng tôi biết chúng tôi có những điểm yếu gì và cũng phải nỗ lực. Tức là gì? Phải nỗ lực thay đổi để mà phát triển, thay đổi để mà cùng bước với thế giới xây dựng một nền kinh tế, một nền hòa bình và kết nối với tất cả các quốc gia. Xin cảm ơn các quý vị đã tham dự cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn.